Hệ thống đầu tư Ataget xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay thế cũng rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin thị trường tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020. Và cũng rất vui nữa đó là chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta đang khá là tích cực. Hiện tại các anh chị đang theo dõi video thì không biết danh mục của các anh chị như thế nào và các anh chị có những cổ phiếu nào hoặc có những cái thắc mắc thì các anh chị vui lòng comment ở bên dưới thì em sẽ trao đổi cũng như là chia sẻ cụ thể với tất cả các anh chị. Vâng ạ, các anh chị thấy rằng là giao dịch của thị trường của chúng ta trong một tuần vừa qua thế nào ạ? Các anh chị đã hành động gì chưa ạ? Và cũng xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi quan điểm của em trong tuần vừa qua cũng như đã chia sẻ với các anh chị ở trên các video. Và các anh chị cũng nhớ like và đăng ký kênh Ataget để có thể cập nhật tất cả những thông tin mà hệ thống sẽ chia sẻ ở trong thời gian tới. Và đặc biệt là trong tuần tới thì hệ thống sẽ live stream vào các buổi đó là bắt đầu từ 9 giờ tối. Thì những anh chị nào muốn theo dõi, muốn cập nhật về thị trường thì hệ thống sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong các buổi live stream cụ thể. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ điểm danh lại trong tuần qua chúng ta đã hành động những gì, thị trường của chúng ta diễn biến ra sao và kịch bản ở trong tuần tới như thế nào. Và với quan điểm của em thì em đánh giá là thị trường hiện tại đang rất là tốt và đây có thể là một cái con sóng lớn nhất trong năm 2020 để các anh chị có thể tận dụng. Và sau khi chúng ta tận dụng tốt nhịp sóng này, có thể chúng ta sẽ đứng ngoài một thời gian. Và đây là một cái cơ hội rất tốt để tất cả các anh chị chúng ta tìm kiếm lợi nhuận ở trên thị trường. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bản tin cụ thể ở trong tuần này. Với bản tin ở trong tuần 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020 thì hệ thống đánh giá đó là thị trường của chúng ta sẽ là bùng nổ và hiện tại đang hội tụ rất nhiều các yếu tố để xảy ra những cái điều như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại chi tiết. Thì đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là trong phiên thứ 6 ở tuần vừa qua đúng không ạ, chúng ta thấy rằng là mặc dù thị trường của chúng ta đóng cửa ở mức giá thấp, nghĩa là thị trường của chúng ta là sau phiên thứ 5 là một phiên đáo hạn, thị trường của chúng ta đã tăng rất là mạnh vào cuối phiên ATC, thì phiên thứ 6 của chúng ta thì thị trường lại giảm điểm, gần như là thị trường vẫn là biến động trong vùng tích lũy nếu mà không xảy ra cái phiên đáo hạn phái sinh như vậy. Về bản chất thị trường là giảm, tuy nhiên là chúng ta thấy rằng rất nhiều các cổ phiếu của trong danh mục của chúng ta cũng đã thu hút dòng tiền khá là tốt ở trong phiên cuối tuần vừa qua. Và đây tạo đà cũng như là nền tảng cho thị trường của chúng ta có thể bứt phá và bùng nổ trong tuần từ 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020. Điển hình chúng ta thấy rằng các cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp trong tuần vừa qua chẳng hạn như là D2D thì chúng ta thấy là cũng tăng điểm khá là tích cực này. Một số các cổ phiếu khác chúng ta thấy là BFC này, PVB này cũng tăng điểm khá là tích cực, SZC này, cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp này. Dòng ngân hàng phiên thứ 6 vừa qua có Liên Việt Postbank, chúng ta thấy tăng điểm khá tốt này. Có ACB đúng không ạ? ACB thì cũng đã tích lũy và phiên thứ 6 vừa qua thì cũng tăng điểm khá là tốt này. Các cổ phiếu KSB, Dabaco, CTR, TCM, PHR, PET, SSS cùng với một số các cổ phiếu khác cũng đóng cửa mức giá xanh. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta thấy là cái xu hướng hiện tại khá là tích cực, dòng tiền đang trở lại thị trường và rất nhiều các cổ phiếu đã thu hút dòng tiền và tiếp tục thu hút một cái đà tăng ở trong thời gian tới nữa. Về biểu đồ 1 giờ thì chúng ta thấy rằng là phiên cuối tuần hôm trước, thứ 5 hôm trước là thị trường của chúng ta đẩy lên nhưng chạm những cái ngưỡng kháng cự ở phía trước này. Chúng ta thấy rằng 875, 876 và sau đó test lại. Và chúng ta thấy rằng vùng này vẫn là những cái vùng tích lũy nhé. Đây là biểu đồ 1 giờ cho thấy là đang là cái trạng thái tích lũy. Và với cái trạng thái như thế này thì cái xu hướng chúng ta chia sẻ với các anh chị đó là xu hướng của thị trường của chúng ta bứt phá ở trong tuần tới rất cao, chia sẻ với anh chị với xác suất rất cao. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi từng trạng thái của một cổ phiếu, của từng cổ phiếu thì chúng ta thấy là cái trạng thái và xu hướng này sẽ rất là cao. Và
ngưỡng kháng cự phía trước của chúng ta sẽ là những cái ngưỡng 900. Đây là biểu đồ 1 giờ thì chúng ta chưa nhìn rõ ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng biểu đồ 1 giờ đang tích lũy khá là tích cực. Tích lũy khá là tích cực và xu hướng sẽ còn tăng tiếp ở trong thời gian tới. Và chúng ta lại cũng cập nhật lại khuyến nghị với các anh chị như trong cái bản tin ở trong tuần vừa qua, thì là một cái tuần quan trọng nhất mà hệ thống đã khuyến nghị các anh chị khách hàng, đó là chúng ta sẽ tập trung mua cổ phiếu. Và khi mà chúng ta đã giải ngân trong vòng 2 ngày, là chúng ta đã giải ngân vào ngày 14 tháng 7 và ngày 15 tháng 7, là chúng ta đã giải ngân xong danh mục của chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ chờ đón sóng thôi. Và có thể sẽ khi mà cổ phiếu tăng đến cái vùng kháng cự thì chúng ta chẳng hạn như là vùng kháng cự ngắn hạn là 900, thì chúng ta có thể canh giảm bớt tỷ trọng và chúng ta chờ cổ phiếu chỉnh và chúng ta lại mua thêm cái tỷ trọng đó. Chúng ta giảm khoảng độ 50% tỷ trọng. Giả sử các anh chị đang có 10.000 cổ phiếu ACB chẳng hạn, khi mà thị trường đạt ở vùng 900 thì chúng ta bán ra 5.000, và 5.000 chúng ta vẫn giữ theo xu hướng và chúng ta đợi những cái vùng giá điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ tốt, chúng ta lại mua thêm 5.000 nữa. Thì đó là những cái kế hoạch giải ngân của hệ thống ở trong thời gian tới. Còn mục tiêu của sóng này không dừng lại ở mốc 900. Mốc 900 chỉ là ngưỡng kháng cự ở trong ngắn hạn thôi. Còn xu hướng sẽ đạt đến mốc 960 hoặc là mốc 980. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ phải quan sát thêm. Đây là một cái đợt sóng rất lớn của thị trường trong năm 2020 sau cái đợt hồi phục trở lại của dịch Covid nhé. Và cái thời điểm này là cái thời điểm mà các anh chị nên tập trung cao độ nhất để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội sóng lớn ở trong năm. Thì đó là như hệ thống chia sẻ, đó là cái vùng 860 và vùng 862 là thị trường của chúng ta đã chạm những cái ngưỡng hỗ trợ ở phía trước. Chúng ta thấy rằng đây là những cái vùng hỗ trợ và hệ thống đã bắt đầu kiến nghị các anh chị tham gia vào ngày 14 tháng 7 và 15 tháng 7. Chúng ta thấy rằng giảm tạo khoảng trống này, tạo khoảng trống ra là sẽ để lấp khoảng trống. Khoảng trống chúng ta thấy đây là một cái khoảng gap rơi xuống và khối lượng giảm dần. Và hệ thống đã khuyến nghị các anh chị tham gia từ đầu giờ sáng ngày 14 tháng 7 và tham gia tiếp tục ở trong phiên ngày 15 tháng 7 và hiện tại là đang kiên nhẫn nắm giữ. Và trong các cổ phiếu mà hệ thống khuyến nghị thì cũng đã có rất nhiều các cổ phiếu mà chúng ta cũng có những cái trạng thái sinh lời khá là tốt. Thì chúng ta về cụ thể hơn đối với thị trường ở trong nhịp này thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta ở vùng này, nếu thị trường của chúng ta mà bị gãy khối lượng lớn, chia sẻ với chị, đó là có hai kịch bản xảy ra. Mặc dù hệ thống biết ở vùng này đang là vùng hỗ trợ, nhưng tham gia vùng này cái việc rủi ro lợi nhuận của chúng ta đương nhiên là sẽ lợi nhuận cao. Nhưng các anh chị giải ngân với số tiền lớn, với nhiều khách hàng, với NAV cao thì vùng này chúng ta không giải ngân được, vì vùng này chúng ta sẽ phải đánh cược. Và tuy nhiên ở cái trạng thái vùng hiện tại như này thì việc mà chúng ta giải ngân số tiền lớn và chúng ta mua và nắm giữ với trạng thái an toàn rất cao. Tại sao vùng này nếu vùng này mà thị trường của chúng ta giảm điểm cũng như là kết hợp với khối lượng cao nữa, thủng mốc 800 điểm thì thị trường của chúng ta sẽ về đáy cũ. Chia sẻ với anh chị kịch bản là như vậy. Thị trường của chúng ta xác suất khi mà thủng vùng 800 đó là xác suất 90% sẽ là về đáy cũ. Thế nên là việc nếu giả sử nhiều anh chị bảo tại sao không giải ngân ở những vùng này, thì việc mà các anh chị chấp nhận rủi ro với một cái phần vốn nhỏ thì chúng ta hoàn toàn giải ngân được. Tuy nhiên là với các anh chị chúng ta đi một cái số tiền lớn, NAV lớn cùng với nhiều khách hàng thì việc giải ngân ở đây là hoàn toàn rủi ro. Tuy nhiên sau cái giai đoạn đó, thị trường của chúng ta lại tích lũy trong cái xu hướng đó là đi lên. Tích lũy trong xu hướng đi lên, chia sẻ với anh chị. Và vùng này thì chúng ta thấy rằng chạm những cái vùng kháng cự cũ này. Đó là đây là mô hình chữ V kép đúng không ạ? Mô hình chữ V kép chạm những vùng kháng cự cũ này và đang có những cái phiên đi ngang. Gần như chúng ta thấy rằng có 6 đến 7 phiên là đi ngang rồi. Và đến cái vùng này thì khi mà đây là những cái đường giao của đường MA 20 và đường MA 50 thì chúng ta thấy là đây là những cái vùng hỗ trợ khá mạnh quanh vùng 860 và 862. Thì hệ thống đã khuyến nghị các anh chị là khi mà chỉ số của chúng ta giảm về vùng này mà khối lượng ở mức thấp, nếu chạm về hỗ trợ mà khối lượng cao thì khả năng sẽ thủng hỗ trợ hoặc có thể lại sẽ về, đó là những cái vùng gọi là gì ạ, vùng đáy cũ như này. Tuy nhiên khi mà chạm hỗ trợ
tại thời điểm này, khối lượng lại ở mức thấp và tạo ra ngay khoảng trống đầu phiên, và rất nhiều các cổ phiếu đang tích lũy khá là đẹp và hiện tại đang biến động ở quanh vùng tích lũy, thì hệ thống đã khuyến nghị các anh chị tham gia vào phiên đó là ngày 14 và ngày 15 tháng 7 năm 2020. Từ sau khi mà hệ thống đã đứng ngoài từ ngày 11 tháng 6, chia sẻ với anh chị là hệ thống đã nhận định rằng thị trường của chúng ta đã có 3 phiên phân phối, và nếu có tín hiệu tiêu cực hoặc là các anh chị có thể bán chốt lời dần, còn tín hiệu tiêu cực nhất là phiên phân phối thứ tư ngày 11 tháng 6 là hệ thống khuyến nghị các anh chị bán hết sạch và chúng ta đứng ngoài thị trường. Tuy nhiên sau đó đến ngày hôm nay thì ngày 14 tháng 7 ở trong tuần vừa qua là một cái tuần khá quan trọng đối với cách đầu tư của hệ thống Atarget. Đó là chia sẻ với anh chị là hệ thống đã khuyến nghị rất rất nhiều các anh chị cũng như với cái tỷ trọng lớn để tham gia thị trường tại vùng này, và hệ thống đánh giá vùng này thị trường của chúng ta sẽ khá là tích cực ở trong thời gian tới. Chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn. Kỹ hơn đây là một cái phiên test lại khối lượng thấp và sau đó là hồi phục trở lên. Hồi phục trở lên phiên này là phiên thứ 5 đúng không ạ? Đáo hạn của phái sinh, và nhìn chung vùng này là vùng tích lũy của cổ phiếu, tích lũy của thị trường VN Index, thì chúng ta thấy rằng biên độ tích lũy khá là chặt chẽ. Mặc dù tích lũy như vậy, dòng tiền vẫn phân hóa và rất nhiều các cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền và vẫn bứt phá bùng nổ. Và cái ngưỡng tiếp theo quan trọng các anh chị lưu ý nhé, thì đây là gặp cái ngưỡng kháng cự này. Kháng cự là gì? Kháng cự mà vùng đó rất nhiều nhà đầu tư đang bị kẹt hàng, kẹt cổ phiếu và có áp lực bán ra, thì làm cho chỉ số của chúng ta hoặc cổ phiếu của chúng ta chưa lên được. Thì với trạng thái tích lũy như thế này và kết hợp với phiên cuối tuần vừa qua, thì hệ thống đánh giá là xác suất cao trong tuần sau, có thể sớm nhất là thứ hai, thị trường của chúng ta sẽ bùng nổ và mục tiêu hướng về trong ngắn hạn đó là vùng 900 hoặc hơn 900 một chút. Các anh chị lưu ý nhé, nếu mà tính đầu cơ cao thì có thể vượt 900 rồi. Đây là ngưỡng kháng cự ở phía trước, ngưỡng kháng cự ở phía trước sẽ là cái áp lực làm cho thị trường của chúng ta sẽ điều chỉnh và chưa lên được ngay. Đó là quay trên vùng 900, sau đó cái áp lực có thể test lại, và chúng ta cũng sẽ quan sát cái nhịp test lại. Giả sử trên vùng 900 khi mà rất nhiều các cổ phiếu mà đang xu hướng động lực rất là tốt, thì các anh chị như hệ thống chia sẻ, đó là những cổ phiếu mà chúng ta có những cái tỷ suất lợi nhuận cao ở trong ngắn hạn, chúng ta có thể canh khi mà cổ phiếu tăng nhanh ở trong ngắn hạn, thì chúng ta khi chạm kháng cự chúng ta có thể canh giảm tỷ trọng và điều chỉnh chúng ta lại mua lại. Đấy là, tuy nhiên tùy với một số cổ phiếu thì chúng ta sẽ hành động khác nhau. Và chúng ta thấy rằng đây là những cái vùng kháng cự, chúng ta nhìn rõ hơn một chút, đây kháng cự và sẽ test lại, chạm kháng cự test lại rồi sẽ xu hướng đi tiếp. Thì vùng này theo hệ thống đánh giá thì đó, thị trường của chúng ta có thể đạt đến vùng 960 đến vùng 980 ở tại thời gian tới. Và tại sao lại có những cái con số như vậy thì xin chia sẻ với anh chị như sau. Thì chúng ta thấy nhá, chúng ta có thể sử dụng Fibonacci. Đây ạ, chúng ta thấy rằng nhá, trong một quá trình đi lên điều chỉnh và thị trường của chúng ta đã đạt đúng cái đó là gì ạ? Fibonacci 100 đúng không ạ? Cái ngưỡng này cũng là ngưỡng kháng cự rất mạnh và sau đó thị trường của chúng ta test lại, đó là trong sóng vừa qua. Đó cũng là lý do tại sao ở quanh vùng 900 là hệ thống đã cảnh báo khuyến nghị các anh chị là chúng ta thận trọng hoặc là chúng ta canh những cái phiên mà tăng điểm để chúng ta bán ra, và khi mà xác nhận phân phối thứ tư là chúng ta cần phải đứng ngoài thị trường. Tuy nhiên là sau đó là thị trường của chúng ta đã hồi phục trở lại, thì trong sóng này chúng ta sử dụng Fibonacci mở rộng. Chúng ta sẽ kéo những cái điểm thấp nhất. Mục tiêu ở trong sóng này thì chia sẻ với anh chị, đó là chúng ta thấy là Fibonacci ở vùng 100 thì đó là ngưỡng 978 hoặc là 980. Tuy nhiên có thể cái sự đầu cơ nó sẽ cao hơn một chút hoặc là thấp hơn một chút. Thì vấn đề là qua vùng tầm khoảng độ 960 thì bắt đầu là chúng ta sẽ có những cái quan sát chặt chẽ, có sự phân phối xảy ra hay không, các cổ phiếu cần chốt lời hay không, hay là có những cái sự chạy nước rút hay không, thì lúc đó là chúng ta phải là thận trọng rồi. Còn vùng này thì hiện tại
đang là vùng chân của một con sóng lớn vào cuối năm 2020, và có thể sau hết kết thúc nhịp tăng này của năm 2020 có thể kéo dài thêm khoảng độ 2 tháng nữa. Nay là tháng 7 thì nhịp sóng này có thể kéo dài khoảng độ 2 tháng, sẽ rơi vào tầm tháng 9, tháng 10, tháng 7, tháng 8, tháng 9 đúng không ạ? Hết tháng 9. Tuy nhiên sau đó có thể sẽ là một đợt sóng giảm khoảng độ 2 đến 3 tháng. Nghĩa là trong năm 2020 này thì sóng này đang là một cái sóng rất là quan trọng để chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội, cũng như là chúng ta có thể gia tăng lợi nhuận tại thời điểm này. Và các anh chị cố gắng là chúng ta tập trung và chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội rất lớn ở trong sóng này. Đấy là về quan điểm của thị trường đối với em đánh giá là như vậy. Tiếp theo là chúng ta sẽ về với đó là trạng thái phân tích cụ thể của từng cổ phiếu và dòng cổ phiếu nhé. Và thị trường của chúng ta ở trong những cái giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy rằng là dòng ngân hàng là một cái dòng mà luôn thu hút dòng tiền, cũng như là dòng ngân hàng luôn là tác động rất lớn đến cái tâm lý giao dịch, đến thị trường giao dịch và đến dòng tiền của thị trường, và đến bây giờ cũng vậy. Và dòng ngân hàng luôn luôn là những cái dòng mang tính dẫn dắt của thị trường ở trong thời gian tới. Thì phiên ngày thứ 6 vừa qua thì chúng ta thấy rằng cũng có, chúng ta có thể dựa vào bộ lọc của hệ thống thì chúng ta thấy rằng sẽ tìm kiếm các cổ phiếu mà đã thu hút dòng tiền. Thì trong đó thì chúng ta có thấy rằng một số các cổ phiếu của dòng ngân hàng, chẳng hạn như là chúng ta sẽ tập trung trước vào các cổ phiếu thu hút dòng tiền ở phiên thứ 6 trước. Sau đó chúng ta sẽ vào đối với các cổ phiếu của dòng ngân hàng, dòng chứng khoán. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cổ phiếu này cũng thu hút dòng tiền khá là tốt. Tuy nhiên là các anh chị lưu ý là chúng ta thấy rằng đây là ngưỡng kháng cự này. Vấn đề các cổ phiếu này ấy, để lên được ấy, thì sẽ cần thời gian chia sẻ với các anh chị nhé. Lên được thì sẽ cần thời gian, kiểu lên này, test này, lên này, xong lại test này. Thế nên cái việc mà giả sử nhé, các anh chị mà chúng ta mua ở vùng nền rồi ấy, thì việc mà chúng ta xác định là mua cổ phiếu thì chúng ta có thể kiên nhẫn, chúng ta nắm giữ thì chúng ta sẽ có những cái thành quả. Còn nếu mà các anh chị nào giỏi kỹ thuật hơn, chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn, thì hoàn toàn là trong cái biên độ đó chúng ta có thể canh bán ra tại những cái phiên tăng mạnh, và sau đó là chúng ta canh mua lại tại những cái phiên mà giá giảm. Đó là vào kỹ thuật trading. Tiếp theo là ACB đúng không ạ? ACB thì chúng ta thấy rằng là cũng bứt phá khá là tốt để tạo nền này. ACB tạo nền này làm cho HNX, chúng ta thấy không? Chỉ số HNX cũng tăng điểm. Thì đối với cổ phiếu ACB khi mà tạo nền bứt phá này, khối lượng lớn này, chia sẻ với anh chị, đó là những cái điểm gọi là vấn đề trong thời gian vừa qua ấy. Các anh chị nào mà đã theo dõi hệ thống rồi thì đa số là hệ thống sẽ khuyến nghị các anh chị mua nền. Còn nếu mà chậm hơn thì các anh chị vẫn mua ở phiên này là phiên đầu tiên bùng nổ thôi. Phiên đầu tiên bùng nổ thôi thì cái việc mà xác suất an toàn của chúng ta rất cao, chia sẻ với anh chị, an toàn rất cao. Ngắn hạn thì sẽ gặp những vùng này, tiếp theo là vùng này. Các anh chị lưu ý, đấy là những cái cổ phiếu đi lên lại test. Đấy là những cái trạng thái rất là bình thường nhé. Chúng ta hiểu được thì hoàn toàn đó là chúng ta rất là có kế hoạch, chủ động trước mọi cái kế hoạch trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. ACB là những cái tín hiệu dòng tiền thu hút tại dòng ngân hàng rồi. CTR, đúng không ạ? Dabaco thì cũng đã thu hút dòng tiền khá là tốt này. KSB cũng là một cổ phiếu mà hệ thống đã khuyến nghị các anh chị tham gia trong những phiên vừa qua, cũng thu hút dòng tiền. Thì việc KSB gặp kháng cự này, thu hút dòng tiền, thì xu hướng vẫn đang thu hút dòng tiền và sẽ ít là sẽ quay trở lại vùng đỉnh cũ là vùng 28 đến 29. Tuy nhiên là các anh chị đã mua ở vùng giá tốt của chúng ta mua rồi, ở quanh vùng 24 đó, trong danh mục của chúng ta mua hơn ở vùng 24 thì hoàn toàn là chúng ta yên tâm này. Liên Việt Postbank là cũng bứt phá, các anh chị lưu ý này. Đây là những cái phiên đi ngang này, mà chúng ta quan trọng nhất là khối lượng rất thấp này, đi ngang khối lượng thấp này, bùng nổ tiếp tục khối lượng cao này, thì xu hướng sẽ tiếp tục duy trì một đà tăng nhé. Xu hướng tiếp tục duy trì một đà tăng. Đây là những cái phiên test lại, những cái phiên test lại, chia sẻ với các anh chị, đây là những phiên gần như khối lượng không có này. Nhà đầu tư đu bám, nhà đầu tư xót ruột thì chúng ta cũng đã bán ra rồi. Thì với những cái trạng thái như vậy, đó là những cái phiên thị trường của chúng ta đang test lại và đang bắt đầu thu hút dòng tiền, thì các cổ phiếu cũng đang bắt đầu bùng nổ. PHR thì cũng hệ thống cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia từ những cái phiên trước rồi. Đó là phiên tại những cái phiên PHR là phiên 14 tháng 7 thì hệ thống đã khuyến nghị các anh chị khi mà chạm những cái vùng nền này rồi,
vùng này này, PSR cũng là một trong những cổ phiếu mà cũng cho những trạng thái khá là tốt của chúng ta rồi. Và phiên cuối tuần vừa qua cũng bùng nổ cùng với các cổ phiếu của dòng bất động sản, khu công nghiệp thì xu hướng còn lên tiếp. Chúng ta thấy rằng cũng chạm ngưỡng ngưỡng kháng cự ở phía trước, sau đó bị test lại ngay trong phiên, PSR test lại ngay trong phiên. Nhưng dòng tiền như này là rất là tốt rồi nhé. Các anh chị hoàn toàn là chúng ta rất rất yên tâm ở những cái mô hình như này. Việc mà các anh chị nắm giữ ấy, cái xác suất mà chúng ta có lợi nhuận lên tới 90 đến 95%. SSC bất động sản khu công nghiệp đúng không ạ? Chúng ta thấy rất tốt. TCM tiếp tục thu hút dòng tiền, bứt phá vượt đỉnh, có thể test lại nhưng mà xu hướng vẫn đang khá là tốt đối với cổ phiếu TCM. Đó là một số cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng phiên thứ 6 vừa qua cũng thu hút dòng tiền khá tốt của thị trường. Trong đó có hai đại diện của dòng ngân hàng như là ACB và Liên Việt Postbank đúng không ạ? Ngoài ra một số các cổ phiếu khác như là BFC này, chúng ta thấy rằng cũng thu hút dòng tiền khá tốt. DHD phiên thứ 6 vừa qua là tăng điểm mạnh nhất trong dòng bất động sản khu công nghiệp. PLP, PVB, PVB thì hệ thống cũng khuyến nghị các anh chị mua từ vùng 16.4, 16.4 tại đó là gì ạ? Tại những cái phiên ngày 14 tháng 7 đã khuyến nghị các anh chị mua ở vùng giá tốt đối với PVB rồi. Còn xu hướng và dòng tiền như này thì các anh chị hoàn toàn là yên tâm nhé. Chúng ta đã mua ở vùng giá tốt rồi. Đây ạ, đáng tích lũy rất là tốt. Thì dòng dầu khí thì hệ thống vẫn đánh giá cao là cổ phiếu PVB. Và cổ phiếu thứ hai hệ thống đã khuyến nghị các anh chị giải ngân, đó là cổ phiếu GAC. Thì vấn đề là PVB là cổ phiếu mà đang tích lũy ở nền trên và đang ở vùng trên đỉnh, thì xu hướng tăng cũng sẽ là mạnh hơn. Đó là cập nhật với các anh chị và các cổ phiếu đã thu hút vào thu hút tiền ở trong phiên thứ 6 vừa qua. Thì chúng ta thấy là nhìn một cái bức tranh, đó là các anh chị không quá lo lắng về thị trường đâu ạ. Vấn đề hiện tại là thị trường của chúng ta đang tích lũy khá là đẹp và xác suất sẽ là bùng nổ ở trong tuần tới. Vấn đề nếu mà chúng ta đặt ra một câu hỏi như sau, đó là những cái cổ phiếu thị trường của chúng ta xấu thì các cổ phiếu đó sẽ không thu hút được tiền, hoặc là các cổ phiếu đó sẽ không có những cái trạng thái bùng nổ luân phiên như thời gian vừa qua. Và chẳng hạn như những cái điểm nổ chúng ta mua như là SSS hoặc là VIP thì cũng sẽ không có lợi nhuận đâu nếu mà thị trường của chúng ta xấu. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta hiện tại đang tích lũy khá là tích cực, đồng thời rất nhiều các cổ phiếu cũng đã cho những trạng thái khá là tốt khi mà bứt phá vùng nền. Thì như vậy chúng ta hoàn toàn việc là yên tâm nắm giữ và chúng ta giải ngân tại vùng này. Và trong tuần qua thì hệ thống cũng đã đạt được theo đúng cái kế hoạch của mình, đó là giải ngân vào ngày 14 và ngày 15 tháng 7, tương ứng vào thứ ba và thứ tư ở trong tuần vừa qua. Tuy nhiên là rất nhiều các cổ phiếu vẫn đang quanh vùng giá mua, thì những anh chị nào có những anh chị nào muốn giải ngân thêm thì các anh chị có thể inbox trực tiếp với em để em có thể hướng dẫn làm sao để giải ngân một cách an toàn nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào dòng chính của thị trường. Dòng chính đối với dòng ngân hàng thì hệ thống đã khuyến nghị các anh chị mua các cổ phiếu như là cụ thể VIP, CTG và BIDV. Đó là ba cổ phiếu mà hệ thống cũng đã tập trung danh mục cho tất cả các anh chị. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các cổ phiếu tích lũy đẹp và nền tảng tốt, chẳng hạn như ACB ở trong vừa qua này, Liên Việt Postbank phiên cuối tuần cũng tăng điểm này. Vì đó là tiền của chúng ta có hạn và số lượng cổ phiếu thì cũng rất nhiều. Thế nên là mỗi dòng cổ phiếu trong thời điểm hiện tại thì chúng ta nên ưu tiên giải ngân, đó là chúng ta sẽ giải ngân một cổ phiếu ở trong một dòng. VIP là một cổ phiếu mà thời gian vừa qua thì hệ thống cũng đã khuyến nghị giải ngân cho tất cả các anh chị, và giải ngân tại phiên đó là 18.4, phiên ngày 14 tháng 7. Đây là một cái phiên biến động dừng và chúng ta cũng đã có những cái lợi nhuận rất là tốt rồi. Thì xu hướng vẫn là một cái xu hướng tăng tích cực đối với VIP. Đó là chia sẻ với anh chị là như vậy. VIP thì hiện tại chúng ta thấy rằng đang là cổ phiếu mạnh nhất của dòng ngân hàng. Tiếp theo một số các cổ phiếu chẳng hạn như là BID. BID thì chúng ta thấy rằng BID phiên cuối tuần vừa qua đã thu hút tiền nhưng chưa bùng nổ. Vấn đề là thu hút tiền nhưng chưa bùng nổ thì xác suất chúng ta thấy rằng ở trong tuần vừa qua là có những cái trạng thái tích lũy này, tích lũy khá là tốt này, test lại, các anh chị cần lưu ý này, test lại đây là những cái vùng khối lượng rất lớn, rất thấp. Nếu mà test lại khối lượng lớn thì cổ phiếu xác suất là chưa lên được. Tuy nhiên test lại với khối lượng rất thấp như này thì cổ phiếu sớm muộn sẽ là bứt phá và thu hút tiền ở phiên thứ 6 vừa qua nhưng chưa bứt phá vì một lý do nào đó,
thì cái việc mà thu hút tiền như này là tín hiệu cổ phiếu sắp bùng nổ, và xác suất cao sẽ là đầu tuần tới là phiên thứ hai. Đây là nền tảng tích lũy rất là tốt này, và các anh chị lưu ý là có thể bùng nổ thì sẽ ra cái trạng thái này, tăng mạnh thì sẽ chúng ta mua ở trên nền rồi đúng không ạ? Hệ thống cũng đã khuyến nghị và chia sẻ, đặc biệt là trong các bản tin vừa qua thì hệ thống cũng chia sẻ với các anh chị rất rõ, đó là những cái vùng nền này là chúng ta mua rất là tốt, thì việc chúng ta mua quanh tham chiếu thì chúng ta sẽ được lợi nhuận của một cái phiên bùng nổ ngay, và chúng ta có vị thế tốt khi mà thị trường tạo ra những cái phiên bùng nổ như vậy, và xác suất rất là cao. Thì khi bùng nổ như vậy thì sẽ gặp các anh chị, có thể nếu mà giả sử các anh chị mua ở giá ATC, nghĩa là ATC của cái phiên bùng nổ, thì giá sẽ là phiên giá cao của phiên bùng nổ đó, thì vẫn có thể có những cái trạng thái bị test lại, vì đây là ngưỡng kháng cự ở phía trước đúng không ạ? Ngưỡng kháng cự ở phía trước thì sẽ bị test lại rồi sau đó mới lên được. Thế nên là việc mà chúng ta có một cái kế hoạch chủ động trước, chúng ta làm trước và chúng ta hành động trước dựa theo những cái tín hiệu của thị trường, thì việc mà chúng ta đầu tư, cái việc mà chúng ta có kết quả lợi nhuận sẽ là đến ngay sau đó thôi. Nếu mà chúng ta càng tập trung nghiên cứu và tập trung cho sự chuẩn bị bao nhiêu thì cái xác suất thành công của chúng ta lại càng cao. Còn về trong mô hình của kỹ thuật đúng không ạ? Mô hình kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng đây cũng là những cái mô hình mà rất là quen thuộc về biểu đồ kỹ thuật, đó là mô hình vai đầu vai ngược đúng không ạ? Thì bùng nổ ở đây thì là sẽ xác nhận tiếp theo là một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên với trạng thái về phân tích về dòng cổ phiếu, về thị trường cũng như về cổ phiếu thì hệ thống đánh giá là việc bùng nổ chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn kế hoạch giải ngân, khi các anh chị mà giữ tiền lớn và chúng ta giữ dòng tiền lớn cũng như là chúng ta sở hữu nhiều khách hàng và nhiều khách hàng NAV lớn, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta mua ở cái vùng giá quá cao, vì nó sẽ gây ra những cái áp lực, nếu mà thị trường điều chỉnh thì sẽ là cái áp lực khá lớn về tâm lý. Thế nên là chúng ta cần phải có những cái kế hoạch chủ động hoàn toàn rất là kỹ lưỡng. Các anh chị xây dựng một cái kế hoạch đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng thì việc đó là chúng ta sẽ tận dụng được cái cơ hội chỉ là sớm hay muộn thôi. Chúng ta cần phải chuẩn bị. Tại sao khi mà có đây ạ, chia sẻ với các anh chị, ở đây là BID phiên 11 tháng 6 đúng không ạ? Tuy nhiên là tại những vùng này chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể bán ra rồi, hoặc là Vietcombank cũng vậy thôi. Đợt đó thì hệ thống tập trung chủ yếu ở các anh chị Vietcombank, nhưng nhịp này thì lại ít hơn, nhịp này không tập trung Vietcombank. Thì việc mà chúng ta có những kế hoạch chúng ta bán ra đứng ngoài thì chúng ta hoàn toàn tránh được những cái trạng thái rung lắc rũ bỏ hoặc áp lực điều chỉnh như này. Vì nếu mà chúng ta cầm với số lượng lớn thì sẽ rất là áp lực, và việc có thể rất nhiều các anh chị lại phải bán ở tại những vùng này, gần như là vùng đáy đúng không ạ? Tuy nhiên là tại những vùng này thì chúng ta thấy rằng là khi mà mọi thứ trạng thái ổn định rồi, có thể chúng ta sẽ không mua tại vùng này vì cái rủi ro nó sẽ ở mức cao, và chưa có gì chắc chắn. Nhìn lại thì là tăng thật, tuy nhiên là trạng thái lúc đó dù bây giờ có biết thì hệ thống cũng sẽ không giải ngân tại những vùng này, vì vấn đề là mang cái tính xác suất đó là rủi ro vẫn ở mức cao. Tuy nhiên là thời điểm này đó là một cái thời điểm mà rất là an toàn rồi, ủng hộ cả về mặt thị trường, cả về mặt dòng cổ phiếu và cả về mặt giao dịch nữa, thì chúng ta thấy rằng là xu hướng chỉ là sớm hay muộn thôi. Việc các anh chị giải ngân chẳng hạn như là đó, chúng ta giải ngân ít thì không sao, tuy nhiên là chúng ta giải ngân nhiều thì chúng ta cần phải có những cái kế hoạch thật sự là chu đáo trong vấn đề mà chúng ta giải ngân. Hoặc tiếp theo đó là CTG. CTG thì hệ thống cũng đã khuyến nghị các anh chị mua khá nhiều ở trong thời gian vừa qua. Đây là những cái trạng thái mà CTG đang tích lũy khá tốt đối với cổ phiếu CTG. Việc chúng ta chạm đỉnh này, tích lũy này, thì việc sớm muộn là cổ phiếu CTG cũng sẽ bùng nổ ở trong thời gian vừa qua. Các anh chị hoàn toàn là yên tâm tại những mô hình này nhé, rất là an toàn CTG. BIDV thì thu hút tiền mạnh hơn, tuy nhiên là CTG thì theo hệ thống đánh giá vùng này các anh chị nắm giữ kiên nhẫn là chúng ta sẽ có thành quả lớn ở trong thời gian tới. ACB thì chúng ta thấy rằng tích lũy rồi là bứt phá này. Cổ phiếu tiếp theo chúng ta thấy là dòng ngân hàng ở Vietcombank. Vietcombank thì nhịp này thì hệ thống không đánh giá cao Vietcombank. Có thể các anh chị lưu ý nhé, khi mà thị trường bùng nổ, Vietcombank vẫn bùng nổ theo cùng dòng ngân hàng, nhưng mà để mà mang lại cái lợi suất cao ở trong thời điểm này thì Vietcombank chưa phải là cổ phiếu ưu tiên. Chúng ta thấy rằng giai đoạn trước dòng tiền rất là mạnh đúng không ạ? Đây cũng là những cái giai đoạn mà hệ thống khuyến nghị các anh chị tham gia rất nhiều đối với Vietcombank. Tuy nhiên là giai đoạn này dòng tiền của chúng ta thấy rằng so với các cổ phiếu của dòng ngân hàng khác thì Vietcombank vẫn là giữ nền thôi. Chúng ta giữ nền thôi. Thì cái việc mà phiên cuối tuần vừa qua test lại khối lượng thấp này thì cái xác suất sẽ hồi phục các anh chị nhé. Xác suất hồi phục và tăng điểm trở lại rất là bình thường.
vì test lại với khối lượng, nếu mà phiên này giảm với khối lượng cao thì khả năng sẽ mất thời gian một chút, nhưng mà giảm khối lượng thấp thì cái khả năng hồi phục là tăng là bình thường. Nhưng về tỷ suất sinh lời ở trong thời điểm hiện tại đối với Vietcombank thì hệ thống đánh giá là sẽ thấp hơn, thế nên là sẽ không ưu tiên giải ngân vì tiền của chúng ta đó là có hạn, đúng không ạ? Vietcombank vùng này cũng đang chạm ngưỡng hỗ trợ rồi. Đây vùng này là chúng ta thấy là dòng tiền rất là lớn này, thì việc sẽ đẩy cổ phiếu rất là lên rất là mạnh. Còn dòng tiền ở phiên này cho thấy là những cái áp lực bán ra nhiều hơn là áp lực đó là gì ạ? Là dòng tiền tham gia trở lại và đẩy cổ phiếu tăng. Thế nên là khi chúng ta nhìn thấy giữa giá, mối tương quan giữa giá và khối lượng thì để chúng ta đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách là tốt nhất, thì Vietcombank sẽ tăng cùng thị trường nhưng không phải là cổ phiếu mà ưu tiên ở trong nhịp này. Một số các cổ phiếu khác thì chúng ta thấy rằng STB, đúng không ạ? STB thì cũng có những cái dấu hiệu đó là bùng nổ. STB cũng có những cái dấu hiệu bùng nổ thu hút dòng tiền. Tuy nhiên hiện tại đang tích lũy thì sớm muộn, các anh chị lưu ý nhé. Đây là những cái phiên doji thì sớm muộn STB là cũng sẽ bùng nổ thôi. Anh chị lưu ý là sớm muộn cũng sẽ bùng nổ và sẽ về vùng đỉnh lại test lại. Đây nhé, vùng này. Các anh chị rất khó có thể vượt qua đó, vùng chúng ta thấy rằng quanh vùng 12.4 và 12.5 đúng không? Rất khó, 12.4, 12.5. Thế nên là những cổ phiếu này giả sử các anh chị có những kế hoạch 12.3, 12.4 canh, chúng ta bán, chúng ta chỉnh dưới 12, chúng ta lại quay trở lại và sau đấy chúng ta mua. Đấy, giả sử nếu mà các anh chị có những cái kế hoạch như vậy thì đó là chúng ta gọi là tận dụng tối ưu và tối đa cái diễn biến của cổ phiếu để chúng ta có thể chết đinh trên diễn biến của cổ phiếu đó. Thì về các cổ phiếu của dòng ngân hàng thì chúng ta thấy rằng hiện tại đang có những cái trạng thái khá là tốt, và chỉ chờ đó là bứt phá và bùng nổ thôi. Hôm nay thì hệ thống sẽ đi sâu hơn nữa về hai dòng thôi, đó là ngân hàng và chứng khoán. Còn các dòng khác thì trong những bản tin vừa qua thì hệ thống cũng đã chia sẻ với các anh chị rồi. Dòng chứng khoán tiếp theo là chúng ta thấy rằng SSI đã bùng nổ bứt phá vượt đỉnh rồi nhé. Và phiên ngày mai là phiên chia cổ tức 10%, 1.000 đồng vào phiên thứ hai, thì việc SSI sẽ tiếp tục duy trì đà tăng rất cao. Một số các anh chị hỏi là SSI thì nếu mà trừ 1.000 rồi thì coi như phiên bứt phá này là không có ý nghĩa. Không phải, chia sẻ với các anh chị đó là khi mà SSI điều chỉnh về giá thì tất cả các đồ thị này là giữ nguyên, chỉ là điều chỉnh về giá 16.7 thành 15.7 thôi. Còn các đồ thị này giữ nguyên nhé, và SSI vẫn là vượt đỉnh. Một số anh chị bảo là nếu mà chia về 15.7 thì lại không vượt đỉnh cũ. Không phải, đó là điều chỉnh toàn bộ đồ thị của SSI. Thì SSI đã bùng nổ rồi, thì chia sẻ với anh chị đây là đã bước vào một cái kênh xu hướng, xác nhận kênh xu hướng tăng rồi. Thì việc SSI sẽ tăng tiếp ở trong thời gian tới là chuyện rất bình thường và xác suất rất cao, 90-95%. Chia sẻ với anh chị đó là dòng chứng khoán có những cái trạng thái rất là đặc biệt, và ở trong Zoom khách hàng thì hệ thống cũng đã chia sẻ với các anh chị rồi. Thì vấn đề là tại sao lại như vậy, thì việc mà các anh chị đã nắm giữ và đang có cổ phiếu SSI thì chúng ta kiên nhẫn, chúng ta nắm giữ cổ phiếu này vẫn đang giữ những trạng thái rất là tốt và khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại nhé. Các cổ phiếu khác chẳng hạn như SSS thì hệ thống cũng khuyến nghị các anh chị rồi. SSS đang test lại đỉnh nhá, thì cái việc này là SSS sẽ sớm duy trì tiếp một cái xu hướng tăng. SSS thì hệ thống khuyến nghị các anh chị tham gia đó là chúng ta mua ở quanh vùng SSS là vùng 12. Chúng ta hôm đấy là với trong danh mục thì SSS hiện tại cũng được khoảng độ hơn 6% rồi, vì chúng ta có những cái kế hoạch chủ động mua. Chúng ta mua ở vùng 13.3 đối với 13.2 đối với cổ phiếu SSS, tương đương với cái phiên mà tham chiếu ngày hôm trước, thì đến bây giờ thì chúng ta cũng đạt được lợi nhuận là trên 6% rồi. Đó là trạng thái cũng khá là tốt của các cổ phiếu ở dòng chứng khoán nhé. Các anh chị nắm giữ hoàn toàn yên tâm. Riêng có HCM. HCM thì hiện tại là vẫn đang biến động ở quanh vùng tham chiếu. Vẫn đang biến động ở quanh vùng tham chiếu là chúng ta giải ngân HCM là vùng 19.05. Giải ngân SSI thì chúng ta thấy rằng là SSI hệ thống cũng giải ngân cho tất cả các anh chị tại phiên đó là gì ạ? 16.05 tại phiên này. SSI sau đó trong một cái phiên cuối phiên đó thì cũng đã tăng rất mạnh, 16.05 và HCM là 19.05.
19.05 thì chúng ta cũng đã có những cái trạng thái hiện tại thì vẫn đang biến động quanh vùng tham chiếu, nhưng HCM cũng chưa tăng. Nhưng việc mà giả sử các anh chị mua ở vùng này thì cái việc mà xác suất an toàn rất là cao. Chia sẻ với chị, HCM cái tính đầu cơ còn cao hơn cả SSI, và một khi mà HCM bứt phá thì cái việc mà HCM thường chạy mạnh hơn với cái biên lợi nhuận tốt hơn. Nghĩa là giả sử trong một phiên SSI có thể tăng 4% nhưng HCM thì có thể tăng đó là 6%. Đó là tăng 6%, chia sẻ với tất cả các anh chị là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là có thể danh mục đầu tư của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng có một số các cổ phiếu chẳng hạn như SSS, VIP, HPG thì chúng ta cũng có những cái biên lợi nhuận khá là tốt. Việc mà chúng ta mua các cổ phiếu đó là gì ạ? Tại ngày 14 tháng 7 thì chúng ta thấy rằng cái biên lợi nhuận sẽ tốt hơn. Và một số các cổ phiếu về sau chẳng hạn như HSG, VGC và PET thì chúng ta vẫn đang biến động quanh vùng tham chiếu, nhưng hoàn toàn là không có vấn đề gì. Chia sẻ với tất cả các anh chị là như vậy. Thì nhìn chung hiện tại thì chúng ta sẽ quan trọng là chúng ta sẽ tập trung vào thị trường. Thì hệ thống xin chia sẻ với anh chị là hiện tại thị trường của chúng ta đang tích lũy rất là đẹp và chỉ chờ đó là bùng nổ vào trong tuần sau. Và với trạng thái thu hút dòng tiền của phiên thứ 6 vừa qua thì việc bùng nổ xác suất cao sẽ rơi vào thứ 2 trong tuần tới. Đó là một cái trạng thái bùng nổ rất là cao, và khi bùng nổ như vậy chúng ta đã có những kế hoạch chủ động gom cổ phiếu ở trong tuần vừa qua rồi, cụ thể là ngày 14 và ngày 15 tháng 7. Thì việc mà chúng ta gom như vậy thì chúng ta cũng đã có những cái vị thế nhất định. Giả sử nếu mà thị trường bùng nổ thì chúng ta lại có những cái vị thế tốt hơn nữa. Và hệ thống đánh giá rằng là xu hướng của thị trường hiện tại vẫn đang khá là tốt, và các anh chị đó là thời điểm này chúng ta nên tập trung cao độ, tập trung cực kỳ cao độ, và chúng ta tập trung cả về nguồn vốn cũng như là chúng ta tập trung về cái kiến thức cũng như là tập trung vào danh mục đầu tư của chúng ta để tận dụng tốt nhất cái cơ hội của sóng này, để chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội sóng lớn nhất của năm 2020. Nếu mà chúng ta bỏ lỡ ở điều này thì đó là điều rất là tiếc, chia sẻ với chị rất là đáng tiếc nếu mà chúng ta bỏ lỡ cái nhịp sóng này. Còn hệ thống thì hiện tại cũng đang làm việc tại công ty chứng khoán SSI. Thì những anh chị nào mong muốn hợp tác thì các anh chị vui lòng đăng ký ở đường link bên dưới để mở tài khoản tại SSI. Đối với tại SSI của hệ thống Atarget sẽ là quản lý, hoặc các anh chị add Zalo qua số điện thoại của em đó là 0936398685 thì sẽ là trao đổi với các anh chị sâu hơn. Hoặc là các anh chị muốn tham gia Zoom thì các anh chị có thể add Zalo để hệ thống sẽ trao đổi cũng như chia sẻ với các anh chị một cách cụ thể và cập nhật những cái tín hiệu của thị trường ở trong phiên luôn. Vâng, đó là hệ thống cũng chia sẻ qua với các anh chị về xu hướng thị trường hiện tại và thời gian tới sẽ diễn biến ra sao. Và cũng là rất mong tất cả các anh chị đã bỏ thời gian và dành thời gian để theo dõi hệ thống Atarget thì các anh chị nên tập trung cao độ hơn để chúng ta không nên bỏ lỡ cái nhịp sóng này, cái nhịp sóng cuối của năm 2020 ạ. Vâng, các anh chị nhớ like video và đăng ký kênh Atarget của hệ thống đầu tư Atarget để các anh chị cập nhật hơn những diễn biến ở của thị trường. Và trong tuần tới thì hệ thống sẽ bắt đầu live stream từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hàng tuần để cập nhật tất cả những cái tín hiệu về thị trường. Thì rất kính mong tất cả các anh chị là chúng ta sẽ bớt chút thời gian vào 21 giờ tại kênh Atarget để các anh chị theo dõi bản tin thị trường. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi hệ thống, và xin chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có thành quả tốt ở trong thời gian tới. Những anh chị nào có câu hỏi, các anh chị nào có thắc mắc, hoặc các anh chị có muốn trao đổi thêm thì các anh chị có thể add Zalo qua số điện thoại của em, hoặc các anh chị comment ở ngay dưới video này nhé. Các anh chị nhớ like video để ủng hộ tinh thần của em cũng như là tinh thần của toàn các bạn ở hệ thống đầu tư Atarget. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.